Chơi game xong hàng ngày các bạn nhớ lên TNG click để mà nhận quân huy free nhé. Và mua Onyx tham gia event tuyệt vời. Nếu các bạn gặp Skull, liên hệ ngay nhân viên để được bồi hoàn lại 100%. Xin chào tất cả anh em. Rất là nhiều ngày qua, Ad nhận được nhiều comment của anh em muốn làm về vị tướng Vio, đặc biệt là cái bộ trang phục chuẩn bị ở trong sổ sứ mệnh 32. Đó chính là Vio làm tước. Đây là một cái bộ trang phục trời ơi, tuyệt vời anh em ạ. Con cưng của gà giá nó khác. 15 bộ trang phục, tính cả cái bộ trang phục marathon mà trên mắt đây. Thì đây là bộ trang phục thứ 15. Không mấy khi có vị tướng nào có thể đạt được cái mốc, người ta gọi là mốc kỷ lục của Liên Quân này đâu anh em ơi. Và đó là lý do vì sao mà gà rán lại ưa thích vị tướng Vio như vậy. Mặc dù Vio bây giờ chúng ta chuyển từ vị trí ít rừng, chuyển sang sâu đường cực khỏe ở giải đấu Brand rồi. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nên và lựa chọn vị tướng này nhá. Vậy thì nên pick gì cho vị tướng này khi có Vio trong team? Và nên đánh ra sao khi mà gặp mà một đối thủ đáng gờm, kiểu như kẻ địch có lắm vị tướng tiếp cận chẳng hạn. Vậy thì cùng xem clip này nhé. Nào, bắt đầu thôi. Ad hỏi trước nhá, sáng nay các bạn đã xem clip đó chính là top 5 các vị tướng thần rừng một thời chưa? Và Vio không ngoại lệ. Các bạn chắc nhớ đến cái tên FL ADC rồi TTN ES Proc đúng không nào? Họ đều nổi danh với con bài sử dụng xạ thủ để mà đi vị trí đi rừng. Nhưng mà bây giờ anh em thấy đó, giải đấu hay là rank các bạn đều có thể cầm Vio đi sâu đường là chính thôi. Đi rừng thì vẫn có, nhưng mà khổ cái không được bảo kê hay là chăn bó tận răng là toàn ngay đấy. Ôi trời ơi, ngon anh em ơi. Tình hình này là chúng ta có thể vét được mạng của con đang rốt này chắc ăn rồi. Uầy, anh đang rốt không chạy luôn mà anh ấy còn định núp vào bụi, nghĩ rằng tất cả mọi người đều không thấy sao? Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ là mọi người mù mắt sao? Các bạn muốn mà xem được mấy cái pha mà cái định ở lần nấp và núp mấy cái bụi này thì các bạn cần phải xem bản đồ thu nhỏ thật là kỹ càng nhé. Lâu lâu đảo ra cái mít một tí, làm thêm tí kinh tế nha mấy ông ơi. Mỗi khi mà mình chơi xạ thủ nào ấy, nếu mà được chuẩn bị trước ấy thì mình thường gắn cho nó cái uy áp. Ui, thanh niên voi này gắt ta. Voi lại không biết là mình đang có cái bùa đỏ này, lại còn quả bùa xanh. Spam chiêu gọi là tuyệt vời nhá. Và để tối đa cái lượng sát thương để bạn có thể sức được từ chiêu 1 ấy, các bạn có thể vận trước chiêu 1 nè. Đợi chiêu 1 gần hết các bạn bắn ra, sau đó lại lộn thêm lần. Như vậy là chúng ta có thể bắn 2 lần chiêu 1. Cái địch làm sao sống hả anh em ơi? Ok nhá. Gidu phi lên nhưng mà rất tiếc là cái thằng Elsu nó hơi bị cẩn thận luôn. Chúng ta lẹ qua đây nào. Ý, xin nhẹ nhá. Anh em cần biết được rằng với một vị tướng cấu rỉa như kiểu Vio và Gidu ấy, họ rất là cần các kiểu như là bùa để mà có thể cấu rỉa các trang bị cấu rỉa này, rồi các đồ, tức là cái búp đây, tức là cái búp máu rồng quá là ngon luôn đúng không nào. Thôi về mấy ông ơi, khổ thân thanh niên Gidu này buồn cười muốn chết nhá. Anh em rút kinh nghiệm của Gidu nhá. Trời ơi, chẳng khác gì là bảo là năng đốt đây farm chậm mà để mà tớ giúp farm nhanh nhá, khổ thân luôn ấy. Ui trời ơi, hello. Đúng là quá khổ cho thằng năng đốt anh em, lao ra để mà làm thịt. Ôi thôi xong rồi, một pha sai lầm rồi anh em ơi, nhìn nhầm cái bản đồ thu nhỏ, tưởng đồng đội đông lắm, thế là ăn ngay thầy huấn rồi, đúng là đau lòng quá mà. Thôi thì chúng ta sẽ ép lại cái thằng Elsu này để mà trả cái mối hận trong lòng này nha anh em. Anh em cần phải cẩn thận nha, khi mà đối đầu thằng Elsu ấy, đặc biệt là các bạn chơi các vị tướng máu giấy kiểu như là theo Nazron rồi Vio ấy, thì hãy cẩn thận nhá. Nó thể ẩn thật trong bụi và nếu các bạn không may vào cái bụi ấy, các bạn thì bị ăn ngay cái cú chiêu 2 chiêu 1 chiêu cuối nó sốc chắc ngam là chắc chắn lên bảng điểm số rồi. Đây là lý do vì sao mà mình đi cùng cái thằng Elsu đấy, mình phải hết sức cẩn thận. Không cẩn thận nó bị là nó xiên lời ruột mình luôn hà. Mọi khi ấy, mình thường lên cái nhấn ma pháp để giảm bớt cái lượng năng lượng mình tiêu hao quá nhiều. Nhưng mà trong trận đấu này mình quyết định là không lên, bởi vì mình nghĩ rằng mình có thể ép được dừng cái đấy cơ mà đúng không anh em. Thế thì tại sao mình cũng ép luôn để cho bọn nó sợ. Ôi thanh niên kìa, làm gì đây bạn ơi. Có trụ nha, bắn được luôn kìa. Hay chưa. Diu kết hợp với Gidu, úi rồi thằng Elsu nó lên cái dây tốc đánh trước đó anh em, thế là toang cả nút hả. Trong trận đấu này ấy, mình được kết hợp với Gidu quá tuyệt vời luôn, anh em biết thừa lý do tại sao mà đúng không nào. Ui, quá đau luôn đấy, mình thường làm các clip và nói rất là nhiều rồi về các kèo mà các vị tướng cấu để kết hợp với nhau ấy, từ thằng Vio kết hợp với Gidu, Elsu kết hợp với Gidu, rồi kể cả là Joker, rồi Rat, Chrissy, Liliana, đó đều là các kèo giúp anh em để cấu để tuyệt vời, đặc biệt cái kèo đây. Đặc biệt là cái kèo Lily với Vio ấy. Ôi trời ơi, hai con kia nó cấu đỉa ghê lắm luôn ấy. Mà thêm bố Gidu mà đánh lết nữa thì đúng là hơi bị căng thẳng luôn. Game 5 người trong mấy bố lại đánh nhau chửi bới rồi mấy ông ơi. Ngon. Ôi trời, thanh niên rát này là có dây kim cường nha mấy ông. Nhưng mà rất tiếc là anh Gidu cũng khá là căng thẳng đấy. Mình còn nhớ cái hồi Gidu nó khống chế ghê ấy, thì đúng là kiểu không nhúc nhích được gì luôn ấy. Ok, chúng ta sẽ quái trụ đầu tiên. Nhưng mà phải cảm ơn thanh niên Elsu thôi, dừng lại vớt phát cho mình hơi bị thơm luôn. Wow, tiếc thế nhở, khổ thân Kito.
Mình thường hay gọi con A-Lang ấy là Kirito luôn. Không biết là thói quen gì nhưng mà mình thích gọi theo kiểu của bộ trang phục cơ. Kiểu hợp tác đó anh em, như là đứa bố Brian thì Ichigo, Murat thì là Toshiro phải không ta? Nếu mình không nhầm như vậy. Anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi may quá anh em ạ. Tự dưng gặp cái thằng Dark Road nó nhát tay. Nó mà bồi thêm vào là mình có thể lên bảng điểm số. Và đương nhiên nó phải lên bảng điểm số theo mình rồi. Ê. Khi mà nói về cái khả năng dứt điểm mục tiêu ấy, đặc biệt là khi các bạn cầm đi rừng vãi ô, anh em biết cái combo đi rừng của vãi ô gọi là âu tu trừng trị không bao giờ trượt không? Đó chính là trừng trị kết hợp với chiêu cuối thì gọi là bách phát bách trúng không bao giờ trượt được. Không phải tự dưng vãi ô nó nổi danh một cái thời gian nó là một vị tướng thần rừng đâu anh em ạ. Về khả năng dứt điểm mục tiêu thì gọi là tuyệt vời, hay là khả năng người ta gọi là gì ta, cướp mục tiêu đi đấy, một phát chiêu cuối thôi. Dọn nè, đấy lại tiếp tục lộn nè. Đây là cách để bắn hai lần lộn để uy lực tối đa. Nhưng mà rất tiếc là cái địch mà băng vào pha này thì đúng là mình hơi chạy hơi khó đấy anh em ạ. Chạy đúng kiểu là chạy đâu cho khỏi nắng đấy. Chỉ may mắn điểm là team địch nó đánh nhát tay con mèo ơi. Chứ team địch có bị tướng nó dồn đam rất là ghê nhá. Đấy, giống kiểu lứ bố này. Ví dụ ở lứ bố chiếc cuối nó phi ở mình đi. Như vậy làm sao chơi đúng không nào? Cấu đỉa này, vừa lao lên lại cấu đỉa tiếp này. Cứ cấu đỉa liên tục như vậy sẽ khiến cho kẻ địch bị rén ngay à. Chứ kẻ địch ở trong trận đấu này làm gì bắn đâu anh em, làm gì được chơi. Mình đang bắn free shot ở trong trận đấu này. Đấy, thằng nào núp cái bụi kìa. Anh em cần nhìn bản đồ thu nhỏ thôi là các bạn sẽ biết được là tại sao mình biết được thằng nào trong đấy đấy. Mình chả báo Roma đúng không nào. Bản đồ thu nhỏ nó sẽ phản ánh tất cả mọi thứ khi mà chúng ta có sai. Đấy, chỉ cần có sai thôi là bản đồ thu nhỏ nó sẽ hiện lên tất cả. Thôi chịu. Không thể cứu được cái thằng Zio nha anh em. Mình là chủ lực mà. Mấy ông mà lao lên cứu Zio cũng thôi, chết dở đi cả nút đấy. Ui. Vậy là Vera đã làm thịt được cái thanh niên đang đốt được kìa. Không biết đang đốt đánh kiểu gì vậy để Vera nó thụt trợ. Ôi, bạn ơi, bạn núp cái gì vậy? Ý, ping. Hãy sử dụng đó chính là Vio bờ tường nha anh em. Hãy tận dụng các bờ tường ở bụi cỏ để giúp cho Vio có thể giải quyết cái địch một cách nhanh nhất. Ví dụ như thằng đang đốt đi, hay là cái thằng lứa bố ấy. Lứa bố thì nó mình có thể tận dụng bụi cỏ bờ tường dễ hơn. Còn thằng đang đốt thì nó hơi cơ động một chút nên các bạn tận dụng thì cũng tận dụng được thôi. Nhưng mà cũng không phải là khi nào các bạn có thể tận dụng ok được cả. Nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận nhé. Thanh niên Kirito đang tích hiện tại anh ạ. Không biết là ông nào chạy qua để cho Kirito nó chém lục răng lên không đây. Vừa rồi có cái event để bà nhận lần cuối cùng các bộ trang phục của Kirito đấy anh em. Mình xin nhá. Cái quan trọng ấy là không phải cho thằng đang đốt một combo xanh. Nó một combo xanh ấy, nó chỉ cần xong một combo ấy thì nó phải đợi. Đấy, nó phải đợi. Thì khi đó chúng ta có thể bắn và hạ gục kẻ địch dễ dàng hơn. Cái tầm này là farm mọi lúc mọi nơi thôi mấy ông ơi. May quá anh em ạ. Chúng ta có cái bùa đỏ lại còn thêm cái tạm máu rồng. Thế là rat lại được lên bảng điểm số rồi. Chịu đúng không nào. Không phải tự nhiên mà Vio lại là bị tướng có rất là nhiều bộ trang phục đâu anh em. Ui. Ấy bạn Hiền. Không thể chạy nổi luôn anh em ạ. Không thể chạy nổi luôn. Khi mà kết hợp các pha, anh em cần biết là mình đã có cái nanh, anh em hiểu không? Nanh Fenrir vào thì các vị tướng thấp máu gọi là ối giời ơi, top Elsu khổ, Elsu toàn rạn lắm anh. Phải đính chính một chút. Ôi anh ơi. Lại nhát tay rồi đang đốt đã chạy thì quái là được. Tôi mà pha đây là đang đốt ấy, tôi nhảy vào chém chết bà vậy ô luôn đi chứ. Sau đấy là thích thì đổi mạng luôn. Mà mạng mình hơi bị đắt giá luôn anh em. Mạng đốt làm gì có giá. Nó chết quá nhiều rồi không có giá. Mà mạng của mình bây giờ là 719 luôn nào. Ăn một cái cũng phải vài trăm vàng, không phải dạng thừa đâu, hơi bị nhiều đấy. Thôi anh em ơi, ăn ta thân nào. Cái điểm cần được quan trọng và các bạn cũng biết là khi các bạn có lợi thế và các bạn muốn lăn ngược tuyết vào một endgame sớm thì các mục tiêu là vô cùng quan trọng. Bởi vì bây giờ khi kẻ địch muốn phòng thủ ấy thì chúng ta rất là khó để chơi. Ví dụ kẻ địch có Elsu, có Chauna này, các bạn muốn ép trụ phải dễ đâu đúng không nào. Nên ta có thể, ôi ôi, anh Rat kìa. May quá trời luôn anh em ơi, vẫn giữ được cái con tà thần dành cho đội nhà. Sợ thực sự nha, cái pha vừa rồi mình hơi cuống một tí. Trời, nó đá một cái, sợ. Anh em biết là đáng ra trong trận đấu này mình phải làm một vị tướng khó được chơi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình lại được chơi? Bởi vì team địch nhát tay quá. Ví dụ cho tranh nhá, thằng đứa bố băng vàng, thằng đá đốt băng vàng này. Vậy mà bắn được không? Bắn bằng cái nịt luôn anh em ạ. Không có gì để mà bắn luôn. Rồi Rat chiêu cuối tốc biến lao vào, Chauna càn vào, bắn thế nào được? Chả có gì để bắn cả. Mà trong khi Vio nhà mình ấy là thằng sát thương chủ lực rồi. Tức là sao? Tức là kẻ địch đã bỏ đi cái thời cơ, người ta thời cơ vàng. Thứ hai ấy, kẻ địch quá nhát tay và kiểu gọi là đánh an toàn quá đấy anh em. Kiểu không dám lao vào đổi mạng với Vio. Thế thì làm sao mà chơi? Trong cái con Vio này người ta gọi là một cái núi vàng ở trong một cái vị tướng. Ăn một cái luôn là ăn nghìn vàng, phải ít đâu phải không mấy ông? Đấy, đó là lý do vì sao mà các bạn khi gặp kẻ địch mà chơi kiểu chủ lực như là một người như mình ấy thì các bạn phải dồn đam nện chết nó ngay, được không là anh em biết lý do tại sao lại thua rồi đấy. Ok nhá, bắn nè.
Hãy cẩn thận nhá, cái thằng Lữ Bố này không phải dạng vừa đâu, nên ta phải tận dụng các bờ tường bụi cỏ, đặc biệt là giao tranh ở cái khu vực đường mít đấy thì các bạn lại càng dễ hơn. Hello, đem thế nhỉ, cái pha đấy là mình bắn được chiêu một. Ui, cái pha đấy đáng ra là mình phải chiêu một lan lên trước, sau đấy chung cuốn điểm nó vẻ hợp lý hơn, khi đó khi lại được một cả cặp đôi lên bảng đếm số cùng nhau luôn kìa. Cấu đìa nè, chúng ta sẽ ăn cái trụ này trước, bởi vì khi mà chúng ta đủ đồ ấy mà phút thứ 14, đến phút thứ 14 thôi mấy anh em ạ, thế là full đồ rồi. Full đồ bây giờ là cứ ép thôi, trang bị cuối cùng mình lên đó chính là cái giáp hộ mệnh để mà tránh bị sốc nhá. Ủa trời, đau chưa bạn ơi, đau chưa. Ok, sẽ phải té thôi, cái tầm này là hơi khó ép rồi. Chúng ta còn cái trụ ở cánh chưa được ép được đấy. Cẩn thận nha, thằng Rat nó đang lựa lựa cái thời cơ để mà chiêu cuối nó đạp vào đấy, nhìn mặt nó biết mà anh em, mà cũng phải hết sức cẩn thận nhá. Khi mà chúng ta còn vài mục tiêu mà chưa ăn được nha, con rồng này chẳng hạn, thì chúng ta phải ăn rồng trước để lính lên cao này, sau đây ăn rồng này. Ok, con dao mệnh rồi, tầm này là an toàn rồi biết không ạ. Chút mình sẽ cài thêm cái liềm là chơi người rơi luôn. Khi tôi đang đợi ai ta, bọn nó ở bên đây hết mà. Boom đấy. Ôi sợ quá, chạy thôi mấy ông ơi, đông quá, không được, chạy. Hiện tại thì đang thất thế một tí mấy ông ơi, khi mà team mình thiếu người, khổ quá. Anh Alan ở bên đấy định nấp ai nhưng mà khổ, team định ra bên này hết rồi mấy ông ơi, đang ăn mục tiêu mà ông lại đi nấp thế này thì chết dở. 20 giây là chúng ta sẽ qua tà thần tiếp theo này. Ok, Alan đang câu giờ, Alan hơi bị chất chơi đấy. Ôi cái thằng đang đốt này ngáo à mày, lại còn quay lại kìa. Ô mình xin nhá bạn ơi. Ui Chao Na hơi bị hên, nó mà không chịu quyền tôi đảm bảo với anh em là tôi để thịt nó luôn đấy. Về, không cẩn thận là toang đấy anh em. Đấy, team địch cũng không phải dạng vừa đâu, vừa dọn xong một cái tơn này chắc chắn đến xong cái tơn lính tiếp theo. Đấy, chúng ta phải dọn xong cái tơn lính này thì mới có thể đảo qua được cái con tà thần nha mấy ông ơi. Và đặc biệt hãy cẩn thận ở một cái bụi cỏ, đặc biệt là mấy cái bụi cỏ đấy. Đấy, bây giờ ta sẽ lựa chọn cái trang bị tiếp theo khi mà chúng ta vừa cài xong cái liềm đúng không? Thì chút chắc là mình sẽ bán cái đôi giày đi để mà lên một cái món trang bị kế tiếp, bởi vì bây giờ rất là nhiều vàng mấy ông ạ, rất là nhiều vàng rồi. Kẻ địch cũng định mon men con tà thần này chăng? Ui, phải cấu đỉa trước nhá, dọn lính để cao một tí và chúng ta phải có lấy tầm nhìn trước. Hy vọng là chúng ta có thể ép ra tranh được. Tức là sao? Tức là có tà thần nhưng mà chúng ta không nhất thiết là phải ăn tà thần đâu. Các bạn có thể kiểu mon men ở cái tà thần này và bảo là ui, chúng mày không ra, tao ăn tà thần này, ăn không? Ra đi. Và chỉ cần cái địch ra thôi là cơ hội chúng ta từ đấy. Bắt được không bạn ơi? Ui, thôi anh em ơi, không đuổi theo mấy vị tướng cơ động ấy nhá, không là tán loạn cả đội hình đấy mấy ông ơi. Quay lại nào, đi đâu đây, quay lại để bắt người ta thân nào. Alan nó đẩy một mình là được rồi mấy ông ạ, chứ chúng ta không cần phải đẩy theo đâu. Mà chúng ta muốn di chuyển ấy thì anh em đừng có cắm đầu cắm cổ di chuyển trước nhá, ăn thầy huấn ngay đấy. Nên các bạn cần phải đợi Gidu, đúng vậy, phải đợi Gidu nó mở đường trước. Anh Gidu, anh đi mở đường đi, anh đứng ở đây thì em sao dám đi đấy. Phải đợi cho Gidu mở đường trước này. Mặc dù Gidu này là Gidu phun phép mấy ông ạ, nhưng ít ra nó còn trâu hơn mình rất là nhiều. Và mình đang cần Gidu tiền đề cho bản thân mình nhá. Thằng Naruto ở bên kia rồi, mình không biết Naruto có phải hiện ra không ta. Anh em chuẩn bị cái quả chú cuối để mà dứt điểm cái mục tiêu này. Có vẻ như là Naruto chạy rồi anh em ạ. Thằng Naruto này nó nhát lắm ấy. Tại sao? Thì anh em xem qua hai cái pha là hiểu là Naruto nhát rồi đúng không nào. Tấn công hãy tận dụng mấy cái bờ tường bụi cỏ đi. À ok nhá. Sau khi phát hiện ra, ôi trời. thằng Rat giật cả mình. Ấy, giữ vị trí, cẩn thận cái thằng đang đốt bản thứ 4 này. Hết cẩn thận nhá. Sau khi phát hiện ra ở bản đồ thuốc nhỏ, khi mà thằng đang đốt nó hiện hình đó anh em, là chúng ta có thể chơi luôn nè. Và tận dụng cái bờ tường, mình lăn lộn ở đó cái đợt chưa một với tốc biến ấy, thì đảm bảo cho anh em an toàn cực kỳ luôn. Nhớ là đây, không phải lên liềm anh em, mình lên cái đây, mình lên cái cung tà ma này này, sau đó là cài liềm này để chút mình bán cái dao mệnh là mình thể mua liềm luôn nhá. Ôi may quá anh em ơi, vẫn kịp để mà sử dụng cái cung tà ma này anh em. Mà nâng mắt chưa một nhá, cài máu thứ nhất để bắn cho phê, và đương nhiên phép bổ trợ là thông biến rồi. Đó chính là vậy, ô vị tướng phải tự dưng mà lại có một cái bộ trang phục tuyệt vời đâu. Các bạn có biết tại sao mình chơi nhiều nick không? Thứ nhất nhá, một nick để chơi cùng mấy thằng bạn thích chơi, một nick đánh cùng gái và một nick đánh ok đấy. Tức là đánh cùng gái kiểu là anh bận rồi anh phải chơi cùng bạn bè, hoặc là anh bận rồi anh nghỉ trước đây thì phải đuổi cái nick khác cho anh em phải không? Chẳng lẽ lại chơi cùng bạn bè mà nick kia hiện sáng thì chết dở. Đó lý do vì sao mà rất là nhiều anh em có nhiều nick đấy. Mấy ông có nhiều nick hãy comment thú thật đi, tại sao anh em lại chơi nhiều nick? Anh em ơi, Ad bây giờ tham gia ứng dụng TikTok. Vậy nên, nếu bạn nào tham gia ứng dụng này, theo dõi anh Ad nhé. Link ở phần mô tả, các bạn cần click thôi sẽ được cập nhật thông tin mới nhất, siêu ngắn gọn. Tham gia ủng hộ Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.